sinh viên học quốc phòng tắm nước lạnh dưới trời 10 độ, F0 tăng nhanh, trường nói gì? Đó là câu chuyện mà sinh viên năm 1 trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, than thở trên mạng xã hội khi học giáo dục quốc phòng trong thời tiết rét buốt, bạn bè cùng phòng liên tục là F0. Nhà trường đã lên tiếng về vấn đề này. KT, sinh viên ngành kế toán, chia sẻ, tôi ở tòa nhà C22 tại cơ sở trường Đại học Công nghiệp. Ở đây, ban đầu chỉ 1 đến 2 sinh viên F0, sau đó lại tăng lên mấy chục bạn. Các bạn được gia đình đón về, tôi và các bạn ở lại là F1, rất lo lắng. Nhưng khi đi xin xét nghiệm thì y tế bảo phải lập danh sách, thông qua giáo viên chủ nhiệm mới có dụng cụ xét nghiệm. Tương tự, thời tiết dưới 10 độ C nhưng sinh viên phải tắm nước lạnh là câu chuyện được khá đông sinh viên kêu than. Bạn Thu Hoài nói, dưới cái rét căm căm, dù hạn chế mấy thì sinh viên cũng phải tắm. Nhưng trời lạnh, nước cũng quá lạnh, thịt da nào có thể chịu nổi. Em cảm thấy stress với cuộc sống học tập ở trung tâm. Em chỉ mong hết thời gian để về. Sinh viên năm nhất K63 có hơn 6.000, nhưng tham gia học giáo dục quốc phòng đợt này chỉ hơn 4.500 em. Các em học tại 3 địa điểm, mỗi địa điểm hơn 1.500 người, trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô, trường Đại học Công nghiệp, Hà Nam. Thời gian học giáo dục quốc phòng, phần thực hành là 2 tuần, từ ngày 14 tháng 2. Ông Bùi Đức Triệu, trưởng phòng quản lý đào tạo, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết có nhận thông tin phản ánh của sinh viên học quốc phòng. Ông Triệu giải thích, trong bối cảnh dịch, mình không thể lường hết. Nhiệt độ xuống quá lạnh và chủ trương chung là thích ứng linh hoạt. Bắt đầu học quốc phòng 100% sinh viên đã xét nghiệm âm tính. Khi học được một ngày, các em báo gia đình, người thân là F0. Khoảng 2 đến 3 hôm sau, các em là F1 thành F0. Có nơi tăng vài chục em, có chỗ 50 đến 60 em. Các cơ sở không có điều kiện, bộ phận y tế lại mỏng. Hơn nữa, đặc thù sinh viên năm nhất là lần đầu xa nhà, bạn bè mới gặp vì học kỳ 1 là học online, kéo theo tâm lý lo sợ, hốt hoảng. Tính tổng cộng cả 3 trung tâm, có hơn 100 em F0. Các em nếu gia đình muốn đón về thì trường sẽ cho đón về, còn lại sẽ cách ly tập trung. Các em đã tiêm mũi 3 và 100% đã tiêm vaccine mũi 2, nên một phần do vấn đề tâm lý. Các em được bác sĩ giải thích thì tâm lý cũng đã ổn. Còn chuyện kêu không có nước nóng thì chỉ ở một số phòng dự phòng, phòng cách ly. Không có bình nước nóng thì trường thay thế bằng bình đun siêu tốc. Vì bình dung tích nhỏ nên thiếu, chứ không hẳn là không có nước nóng để sinh viên học quốc phòng tắm. Sau khi kết thúc thời gian học, sinh viên sẽ có trải nghiệm đáng nhớ. Ông Triệu cũng thông tin, trước những phản ánh này, lãnh đạo nhà trường gồm hiệu trưởng, hiệu phó và các trưởng khoa có đến thực tế, thăm hỏi, động viên các em.